Theo cơ quan điều tra thì manh mối quan trọng của vụ án chính là chiếc bao tải mà bà Xuân dùng để đựng thi thể cháu bé. Bởi bao tải này thì có ghi tên Thuận, số điện thoại của con trai bà Xuân. Đây là bao bì mà trước đó anh Thuận đã dùng để đặt hàng và có ghi tên số điện thoại của mình. Từ manh mối trên thì cơ quan điều tra đã làm rõ nghi phạm Phạm Thị Xuân đã ra tay sát hại cháu nội hơn 20 ngày tuổi. Và một số nhân chứng cũng cho biết là thời điểm sau khi xảy ra vụ việc thì bà nội cháu bé liên tục đòi đi thắp hương để xin phù hộ cho tìm được cháu. Hiện tại thì công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ bà nội cháu bé là Phạm Thị Xuân, 65 tuổi và trong vòng 20 ngày để phục vụ công tác điều tra. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vũ Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết là bà Xuân chưa có tiền án tiền sự, chưa đi làm ăn ở đâu, gia đình cũng không có điều tiếng. Bà Xuân cũng không hề có biểu hiện mắc bệnh hay là biểu hiện gì bất thường, cho nên khi biết thông tin bà đã sát hại cháu nội thì khiến người dân địa phương xôn xao. Vâng, dù là chưa được cơ quan điều tra xác nhận, song khá nhiều nguồn tin đều cho biết là bà Xuân có đi xem bói ở quê và tin vào lời thầy bói, cho rằng là tuổi của bố cháu bé xung với tuổi bà. Trong một năm, bà và con trai chỉ nói chuyện với nhau được vài lần. Khi con trai bà sinh cháu bé ra là nghiệp chướng của gia đình, cháu sống thì bà chết và ngược lại. Nếu lời khai này là đúng thì cơ quan điều tra cần làm rõ việc là người thầy bói có hành vi xúi giục bà nội giết cháu bé hay không. Nếu có thì người này có bị coi là đồng phạm hay không và phải đối diện với mức án như thế nào. Phóng viên Chào Buổi Tối đã tìm gặp luật sư để giải đáp những thắc mắc này. Trong cái trường hợp này thì cần phụ thuộc vào cái kết quả của quá trình điều tra của cơ quan điều tra. Nếu như có căn cứ, trong cái trường hợp mà có căn cứ là cái người mà hành nghề mê tín dị đoan có cái hành vi là xúi giục người bà, dẫn đến là người bà có cái hành vi thủ ác, tức là giết hại cái cháu của mình, thì chỉ trong trường hợp là có căn cứ cho rằng là người thầy bói có cái hành vi xúi giục thì mới có thể xác định được là cái người hành nghề thầy bói đấy là với cái vai trò đồng phạm. Đồng phạm ở đây là trong trường hợp kích động xúi giục hoặc là giúp đỡ, là tùy thuộc và tùy từng cái tính chất, cái mức độ của hành vi mà có thể bị khởi tố đối với cái vai trò đồng phạm. Thế còn đơn thuần là họ chỉ cái hành nghề mê tín dị đoan và dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như vậy thì cũng không thể khởi tố họ đối với cái hành vi giết người với cái vai trò đồng phạm được. Và trong cái trường hợp như vậy thì có thể xử lý cái người mà hành nghề mê tín dị đoan theo cái quy định tại điều 247 Bộ luật hình sự, đó là cái tội hành nghề mê tín dị đoan. Và cái mức xử phạt thì trước tiên là phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng. Và người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong những cái trường hợp mà phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà có thể làm chết người thì cái mức hình phạt có thể lên đến 10 năm. Trong chiều qua 28 tháng 11, lực lượng công an đã làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Vũ Lăng về vấn đề bà Nguyễn Thị C, người được cho là có hành vi xem bói. Nghe nhiều người nói rằng nhà bà C có điện thờ, người dân có đến thắp hương. Bà Xuân trước khi đi Thanh Hóa có đến nhà bà C. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí thì bà C phủ nhận việc là có xem bói, mà chỉ nói là bà Xuân đến để xin thuốc chữa cho cháu để khỏi khóc đêm.